Chào mọi người, hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một cái ứng dụng mà mình nghĩ nó sẽ rất cần thiết. Đối với cả anh em mà hay muốn đi ăn uống, hội họp bạn bè, đặc biệt là những cái dịp cuối năm này, hôm nay tháng 12 rồi, thì hôm nay tiện đây chấp nhận mình cũng sẽ đi ăn uống cùng với bạn bè. Nhưng mà bây giờ là theo cái nghị định mới, cái luật mới của giao thông đường bộ Việt Nam, thì mọi người nếu mà đi xe mà uống bia uống rượu, chỉ có cần hơi thở uống của bia rượu thôi là có thể bị phạt từ 2 triệu đến 8 triệu. Tại vì mình thấy là một số người là không 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 rõ được cái ứng dụng này, nó cũng rất là hay. Tại vì là nhiều người muốn gọi xe ôm lại phải chạy đi gọi, hay là phải gặp ở đường hay như thế nào thì rất là phức tạp. Một cái ứng dụng ở trên điện thoại thông minh của các bạn có thể tải về, nó là cái ứng dụng Grab này, gọi xe ôm công nghệ. Thì đi cái này mình đi rất nhiều rồi, giá thì tương đối là rẻ, và mình có thể biết được cái đoạn đường đến đấy là bao nhiêu phút và giá tiền đến đó là bao nhiêu tiền. Bấm vào đây mở ra. Đấy, thì ở đây nó có cái mục là ô tô và xe máy. Thì ở Hải Phòng mình ấy, thì ô tô và xe máy thì ô tô cũng có rồi, nhưng mà chủ yếu là xe máy thì rất là nhiều. Bạn có thể ấn vào cái phần xe máy này. Đấy, ở đây nó có nạp tiền, hóa đơn, giao hàng, các thứ, khách sạn này. Chưa quan tâm vội vì đang rất là điểm nóng cái việc mà nhiều người bị phạt xe, nên là các bạn có thể thuê xe thì bấm vào đây. Đây, đống xe đang ở bên này. Mình gọi nhận rồi, bây giờ mình gọi lại cuộc khác xem như nào, đặt tiếp. Địa chỉ 19 Trần Khánh Dư, người 7K. Đấy, mình đặt xe nhé. Rất là nhiều xe ở bên đây. Đấy, có người đến rồi, người khác. Đấy, xe đã di chuyển này mà. Đi uống rượu các thứ là các bạn nên đặt xe Grab, rất là rẻ. 17.000 hơn 1 gần 2 cây tầm này. Alo. 28 đây ạ, Lý. Đấy, trường hợp mà người ta không biết thì người ta có thể gọi điện báo để hỏi mình chi tiết hơn. Đấy, anh ấy đến đâu kia rồi kìa. Đấy, đây chưa? Đấy, đây. Đây. Biển 442 đúng không? Chỗ Hải Đăng đấy, chỗ nhà Hải Đăng. Thế à, bia rượu bây giờ đi xe chắc chứ, bắt nhiều không? Bắt nhiều luôn á, tất cả các tuyến đường luôn à? Thế à, tưởng biết tầm giờ mới gọi là nhiều chứ. À thế à? Đâu cũng cảnh sát giao thông. Vãi trưởng. Thôi bây giờ đi uống bia uống rượu ấy nó chắc.